Bí kíp để Huyền luôn giữ được một làn da sáng khỏe và căng bóng mặc dù công việc khá bận rộn. Thường thì routine của Huyền không quá là cầu kỳ nhiều bước đâu. Huyền sẽ ưu tiên làm sạch da, Huyền thích dùng sữa rửa mặt tạo bọt hơn vì lớp bọt mịn như vậy sẽ giúp giảm được ma sát lực tác động lên bề mặt da. Sau đó, cân bằng lại độ pH sau hai bước làm sạch rồi tiếp tục các bước dưỡng giúp da sáng khỏe nè. Huyền dùng thêm một bước peel da một lần một tuần giúp trẻ hóa và cải thiện bề mặt làn da sáng mịn, giảm sạm nám và dưỡng sáng đều màu từ 25% AHA. Em peel da của Huyền đang sử dụng là của nhà La Bonita nhé. Peel da lành tính vì có bổ sung thêm lợi khuẩn Lactobacillus giúp cân bằng hệ vi sinh, hạn chế tối đa khả năng kích ứng. Cách sử dụng thì đợi da thiệt là khô đã này, lấy một lượng peel da nhất định thoa lên toàn mặt. Da của Huyền dùng quen rồi nên để 5 phút rồi rửa lại với nước sạch. Ai mới dùng da hơi nhạy cảm thì Huyền nghĩ là để trên 3 phút thôi nhé. Sau khi peel thì mọi người nhớ là phải dưỡng phục hồi da này. Huyền thì hay sử dụng em serum HA từ nhà La Bonita sẽ giúp dưỡng ẩm da đa tầng, giữ da luôn được căng mịn, ẩm mượt. Trước đây thì Huyền cũng đã từng chia sẻ em nó cho mọi người rồi đó. Và Huyền rất thích chất của lọ serum này, thoa lên da rất mướt này, cảm giác như được cấp ẩm, cấp nước ngay luôn ý. Da của Huyền nó căng bóng hẳn ra luôn. Bình thường nếu như không peel thì Huyền vẫn dùng em này và sáng hôm sau ngủ dậy thì da vẫn căng bóng và ẩm mịn. Sau bước serum này thì mình sẽ có ngay một bước kem khóa ẩm để chu trình dưỡng ẩm phục hồi da được tối ưu hơn. Bước kem dưỡng cũng sẽ giúp tăng hiệu quả giữ ẩm cho da lên gấp nhiều lần. Đây là em kem dưỡng ẩm sáng da của La Bonita. Em kem HA này thì lần trước Huyền cũng hay sử dụng rồi. Phải nói là chất gel khá êm và mướt, quấn nhanh này, giữ ẩm cho da và vẫn ẩm mịn đến sáng hôm sau. Mọi người nhớ là sau khi peel thì phải dưỡng phục hồi da nha. Sáng hôm sau thì phải bổ sung chống nắng thật là kỹ nữa. Và đây chính là làn da của Huyền sau khi peel và dưỡng ẩm đầy đủ mọi người ạ. Da vẫn có một độ ẩm nhất định, vẫn căng mịn và không hề căng khi sử dụng treatment nha.